em nó thay đổi không? Đây là một góc khác của showroom 39 cây đời. Mọi người thấy sao ạ? Rất là xanh mướt, một không gian xanh mát đúng không? Đó. Thì không ngoại lệ thì hôm nay em cũng sẽ chia sẻ với các bạn về một loài cây. Các bạn nhìn như thế này, các bạn có nhận ra có biết cây gì không? Thì cái cây này á là cây rẫy voi này, rẫy voi. Và người ta cũng hay gọi cái cây này là cây môn nước ấy. Mà đây, cái cây này là cây trồng thủy sinh nha các bạn. Ý là cái cây này nó ưa ẩm và ưa nước. Đó. Đây, thấy không? Thì cái cây này thường thường em thì gọi là cây môn nước. Nhưng mà cái tên của cái cây này là cây rẫy á. Cây rẫy voi. Đó. Thì cây rẫy voi này thì nghe hơi xa lạ nhưng mà thật sự nó chính là cây môn rừng. Đấy. Người ta em thì hay gọi là cây môn nước tại vì nó trồng trong trong bình như này, trồng thủy sinh ấy các bác ạ. Đấy. Hay là gọi là cây bạc hà voi. Đó, người ta hay gọi cây này là thế. Thì cùng khám phá thêm về ý nghĩa và cách trồng của loài cây môn nước này nhé. Thì cây môn nước này, cây gái voi này thì hay gọi là cây môn rừng này, cây da vu này, hay là cây bạc hà này. Đấy, thuộc họ gáy. Và loài cây này thì xuất hiện ở rất là nhiều những nơi mà có khí hậu nhiệt đới này, ôn mùa này, ôn đới này, gió mùa. Nên là mọc rất là nhiều ở các nước như là Đông Nam Á và Việt Nam, Lào và Campuchia. Thì bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở các triền đồi này, suối này, nơi mà có ánh sáng trung bình hoặc là ánh sáng ở cái đất môi trường nó ẩm thấp ấy. Đấy. Thì cái môn nước này mang nhiều ý nghĩa khác nhau, từ trong phong thủy đến sức khỏe này. Ngoài ra cái môn nước này còn có thể thanh lọc không khí, hấp thụ bụi bẩn này, mang đến bầu không khí trong lành tươi mát này, giúp cho con người của chúng ta vô cùng khỏe mạnh. Đó. Về ý nghĩa phong thủy của cây môn nước này thì trong phong thủy, cây này có ý nghĩa là may mắn này, nhiều tài lộc và có dạng giống như hình bùa. Đó. Nên biểu sự cho cái sự kiểu là làm ăn thuận buồm xuôi gió ấy các bác. Đó. Ăn khang, cuộc sống an khang thịnh vượng này. Đặc biệt là cây môn nước này còn giúp cho tâm hồn của chúng ta an tĩnh hơn này, thoải mái hơn này, bình yên hơn này. Về đặc điểm thì cây môn nước này có thân cây mềm. Thân cây mềm nhá. Họ ráy mà, nó hút nước mà. Đó. Và chiều cao khoảng từ 30 đến đó. Nói chung là nó 30 đến nó tầm 1 mét đó, 30 cm đó, đến nó 1m4. Thì tùy vào kích thước to nhỏ của nó. Đây, còn cái cây mà em đang cầm đây là một loài cây nó không to, không có kích thước to mấy, chỉ cần tầm 30 đến 40 cm thôi. Tại vì cái cây này của em thì để ở trong nhà để văn phòng đó các bác, để cho chúng ta có thể hưởng thụ được cái cây mà có thể làm cho không khí của chúng ta, làm cho cái không gian của chúng ta xanh mát. Phần dưới thì mọc bò theo phần trên thì mọc thẳng đứng. Thân có nhiều đốt ngắn và có thể đục ở phần bẹ, để lại bẹ. Cái lá của cái môn nước này mà khi nó trưởng thành, khi nó lớn thì nó rất là to nhá.
nó cũng thuộc cái dạng cây bon ấy. Đấy. Mọc vươn ra chiều dài khoảng 10 đến 15 cm và chiều rộng khoảng từ 8 đến 40 cm. Tại vì biết sao không? 40 cm là nó khá là to, nó rất là to luôn á. Đến lá dạng hình trái tim cuống dài và phần phơi cuống dài khoảng từ 15 đến 100 cm. Thì lá xòe và không thấm nước. Về phần hoa thì mọc ở phần gốc, còn hoa đầu thì mọc ở phần trên. Quả mọc dạng hình trứng và khi chín thì nó có màu đỏ và rễ thì nó phát triển thành củ dài và màu nâu. Nó có rễ, có quả và có cả hoa nhé. Về tác dụng thì cái cây này, cây ngô lước này thì có tác dụng là kháng côn trùng này, hỗ trợ trị bỏng này và có vết thương ở phần mềm. Ngoài ra thì có thể chữa được mụn nhọt này, ghẻ này, sưng tay chân và có thể giải được ngứa nhé. Và cái cây ngô lước này có tác dụng là thanh nhiệt, giải độc, tiêu đàm, giảm đau. Và thân và rễ của nó có thể chứa được mề đay, ghẻ và rắn cắn. Họ thương do té ngã, bị kiểu là bị thương do té ngã thì mình có thể bôi thì em mà cái cây môn nước này. Về cách trồng tại nhà thì cây môn nước này dễ trồng và ít khi bị bệnh. Có thể là trồng riêng lẻ hoặc là xen kẽ với các loại cây rau ăn trái ăn lá khác. Và để trồng được cây rái voi gọi là cây môn nước này thì bạn cần phải chọn đất này, hoặc là có thể trồng thủy sinh như mình. Nếu mà chọn đất thì các bạn phải chọn cái đất mà đất mùn này, đất phù sa và đất cát pha nhé. Tuy nhiên thì hạn chế trồng rái trên đất cát và sau đó thì khâu chọn bạn có thể nhân giống loài cây này vì nên chọn cái cây mà có thể có kích thước to và dễ bệnh. Thì nếu mà mình trồng ấy thì trồng khoảng 1-2 năm thì có thể khai thác được quả hoa của nó, ý là cái thành quả của mình nuôi trồng đó. Đó. Về ánh sáng thì cây môn nước này thì ưa sáng và cả râm. Bạn có thể trồng ở nhà này, trồng bất kỳ nơi đâu. Và bạn thích trồng ở đâu thì trồng đó. Nếu có không gian mình thích ở đâu, có thể ưa ẩm này, có thể ưa nắng này, mình thích trồng ở đâu thì trồng đó, nếu mà mình có không gian rộng. Tuy nhiên thì cây phát triển ở khu vực nửa sáng và nửa tối, thì cây trong nhà mỗi ngày thì cần mang ra nắng khoảng 4-6 tiếng nhé. Về đất trồng thì tìm cái đất mà đất thịt và phù hợp với họ của cây này, họ giấy. Về phân bón thì phân bón hữu cơ để bổ sung chất dinh dưỡng và cây lớn. Tưới nước thì một tuần tưới nước khoảng là một tuần tưới một lần. Còn ví dụ như kiểu là mình để trong nước như thế này, trồng thủy sinh như thế này thì 2-3 tuần các bạn thay nước một lần là ok, mình không cần phải tưới nước, mình không phải chăm bẵm. Đó, rất là tiện lợi và bất được cái thời gian mà mình chăm cây luôn đấy các bác ơi. Các bác hãy nhanh tay ấn vào nút mua nhá. Mình sẽ để lại thông tin của showroom 39 cây đời ở bên chỗ tay trái đấy, tay phải của các bạn đó. Thì các bạn hãy tay trái tay phải của các bạn thì các bạn hãy nhanh tay ấn vào trang và tìm kiếm cây đời để có thể liên hệ với em để mà mình chốt đơn sớm nhất, nhanh tay không là hết nha. À, thật sự luôn á, cây này rất là đẹp. Ôi, thấy xinh không, nó có đốm đốm trắng trắng ở giữa đây này, đốm trắng trắng ở giữa đây các bác ơi, nhìn nó lạ mắt chưa, đẹp chưa?
mà nó rất là dễ chăm nhá, mình chỉ cần nó để vậy thôi. Mình trồng thủy sinh này rất là tiện lợi đó. Thì trên đây cũng là một cái chia sẻ của cây đời về cái cây môn nước này. Thì mong là sẽ giúp cho được các bạn hiểu biết hơn và cách chăm sóc cũng như là cái công dụng của cái cây này. Thì các bạn hãy trồng thử để có thể xem thành quả cái công sức của mình bỏ ra và cái đón nhận cái thành quả đó đó. Thì bye bye mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng đó. Các bạn hãy nhấn vào đây để các bạn có thể thêm thông tin của Shop Cây Đời để có thể liên hệ với em để chọn, để em tư vấn cho các bạn nhá. Bên em tư vấn miễn phí chọn đời luôn nha. Bye bye.